xong lại lấy quá được cục kia đâu. Không có thấu à. Đó nó chận nè, đó nó chận xuống. Rồi, đánh tiếp đi, xoay qua. Rồi đá. Rồi quay vòng tròn trên đầu. Chận. Rồi quay vòng tròn trên chận rồi. Quay ngược lại chận, bước tới. Chận bước tới. À. Rồi, bước tới. Này là âm dương xong, đánh âm dương trưởng. Rồi. Đó, quay là âm dương trưởng nè. Trưởng, rồi tới tiếp. Đó, âm dương trưởng, rồi quay lại. Đó. Đó, rồi, quay, đó. Rồi tiếp nè, cái khúc mới của mình. Rồi, trận. Đó, cái khúc đó đó. Khúc đó nè. Thì bởi vậy nó không phải, ví dụ cái mẫu đứng dậy, nó chém, cái này là chém chứ không phải dày nha, dày nè, quay qua dày, làm chậm chậm thấy vậy, đâu có biết làm vậy, cái quay qua thấy cái tay, cái tay nó sọt xuống vậy, đó, nó quay qua đây, đó, nếu mà không quánh thì đứng dậy thôi, quánh quất bụp, bụp, còn không quay nó để tay, đâu có tưởng nó đau làm gì, nó vừa dơ, cái tay nó bung lại. Nó là luôn luôn giấu cái tay sau cái lưng đó, mắc quá này, còn cái tay nó để vậy đâu thấy cái xòe vậy, xòe vậy. Ờ, nó hai tay nó để vậy nè. Nghe nè. Ừ. Ghê là, ờ, thấy không? Cái tay nó ghê lắm. Nè. Ờ. Ờ, luôn vô nách thì nó xòe ra vậy, nó xoay ngược nó quất. Ờ, quất ra. Mạnh hơn còn mà để vậy, để vậy đâu có mạnh nè. Này sao mạnh, còn nó dày nè, thấy không? Dày ha, xè ra dày. Hất. Ồ, hất. Còn dày sao mạnh? Nó xoáy từ dưới lên về xuống tấn vậy. Hất luôn một cái. Vô hai cái vai sườn đánh hoài cái đường quật, đánh như cái mặt này. Bảy cái cổ liền gãy cổ luôn, đánh cái gãy cổ liền. Còn đánh vai sườn gãy vai sườn. Đánh vô hai cái hông. Đâu cái thức nó đánh dài chứ, thức nó đánh thấy đánh dài chứ thật là nè, nè thấy không, lên cao là nè, đánh nó vô bẻ sườn nè, vô bụng nè, cái tay nó khác liền ở vị trí của cơ thể mình, cái tay nó xoay ra mà khi nó đánh nó không có cái chân xuống trước đâu, cái chân xuống sau, cái khí nó mạnh hơn, cái lực nó mạnh hơn, còn cái tay chân xuống trước là cái khí, cái đó là võ thuật à. Bỏ trượt cái chân xuống trước không thì nó dở,